Rồi, hôm nay mình chải phần còn lại ha, phần thân với phần quần của nó nè. Ở cái quần này mình chải cũng giống phần áo. Tức là mình sẽ đi theo các cái nếp của nó ha. Người ta thợ may người ta may như thế nào ha, thì mình sẽ làm theo cái dạng như vậy để cho những cái nếp nó tự nhiên. Thường thường thì bên hông người ta cũng có, nhưng mà bây giờ có thể là mình sẽ chải tới bên trong thôi. Chỗ này mình có thể vẽ riêng cái đường hai cái nếp lai của nó ha. Rồi mình qua cửa sổ UV editing đây. Đầu tiên thì mình sẽ chải cho nó một cái dạng mặt ha, hình trụ ở đây. Rồi tiếp theo mình làm những cái đường mà mình cần, ví dụ như phần giữa nè, người ta cắt ở đây, người ta cắt ở đây, người ta cắt ở phần giữa đây ha, thì mình chọn S cắt nè ha. Đấy, nó đi vòng làm sao cái chân, hai cái chân bên này mình cắt nè, đây đơn giản như vậy thôi. À, cái đường đi nó vậy đó. Giờ mình dùng lệnh cắt ở đây. À, sau đó chọn UV cho nó, bao nó và unfold. Đây, rất đơn giản ha. Mình sẽ được những cái miếng nó đẹp như thế này. Giờ mình xoay nó lại cho nó thẳng. Những cái này sau này mình sẽ đưa lại, mình dồn lại với nhau và mình sẽ tạo thành một cái map. Thí dụ như cái quần với cái áo với cái miếng vải mình cho chung với nhau thành một cái texture ha. Đây mình cũng layout cho nó về vị trí. Đây, nó là như thế này. Bây giờ mình mở checker này lên kiểm tra rồi. Đây, ok ha. Nếp gấp, nếp cắt này nó đi theo. Mình có thể vẽ thoải mái lên đây. Rồi, bây giờ mình tới cái phần thân. Phần thân thì mình sẽ show nó lên ha. Giấu cái này đi. Mình cũng giấu luôn cái quần đi. Đây, còn cái phần thân nè. À, mình nhìn checker nó loạn xà ngầu ha, rất là nhiều thứ đây. Rồi bây giờ mình mới cơ bản mình vẫn chải một cái xi lanh đi ha. Rồi cơ bản của nó nè, giờ mình chải nó một cái xi lanh, chọn nó lên create xi lanh nè. Đấy, nó lớn nó nhỏ gì cả đó, từ từ mình mới chạy tiếp. Thì ở trong phần checker này mình tắt đi ha, chưa cần thiết. Bây giờ bắt đầu mình mới phân tích cái phần đầu, là mình cắt từ giáp danh với phần cổ với phần đầu đây. Mình cắt cái đầu ra, chọn S ha, cắt ở đây là cắt UV chứ không phải là mình cắt object nha. Đây, đây là mình cắt cái phần đầu ra nè. À, đây cắt à, phần đầu nè, chọn file thử xem. Đây nó đây ha, đây là cái phần đầu ha. Mình chải tròn nó đi ra như thế này. Rồi tiếp theo hai cái cánh tay, hai cái cánh tay chọn S ha, bên này một, bên này cũng vậy, cắt luôn hai cánh tay, dùng lệnh kết. Khi mình kết thì ở đây nó sẽ có cái đường màu trắng này ha, mình nhìn mình sẽ biết liền. Rồi bàn tay mình cũng phải cắt nó ra ha, cái phần bàn tay cắt ở đây. Vậy số 1 cho dễ nhìn, bấm chữ F ở đây để dễ nhìn, xoay nè ha. Mình cắt phía trên này cũng được, cắt phía dưới này cũng được, không có sao cả.
Cái đó là do khả năng nhìn nhận xét và vẽ của mỗi người. Thì mình cắt, hơi cắt ở đây, tại vì chỗ này nó có cái mắt cá cho nên là mình phải vẽ thêm chỗ này để tạo cái độ lài cho nó. Và mình cắt ở đây là vừa rồi. À, một tay, tay bên này. Rồi bên này ha. Rồi hai cái tay kết rất là nhanh. Rồi cái phần thân, phần chân mình cũng cắt cái chỗ này ra ha. Cắt cái đùi ngay từ đây. Rồi. Mình phải chú ý ha. Coi đi coi cái gì thiếu lưới. Bên này cũng vậy. Chân thiếu lưới. Rồi, ok, cắt hai chân ra. Cắt hai cái phần chân ra. Nguyên cái này mình để nguyên từ trên xuống dưới cũng được. Rồi, bây giờ đến cái phần cổ chân ở đây. Cổ chân thì mình phải cắt cái bàn chân riêng nè. Ha. Rồi làm sao để mà mình lật được cái này ra, bung cái này ra, bung cái phần trên ra. Để mình chạy cái chỗ này thì nó hơi rắc rối một tí. Thì tùy tùy theo mỗi người cắt, cách cắt ha. Thì thầy cắt là cắt cái phần trong ở đây. Cái chân nè, mình chạy dài từ trong, mình chạy dài xuống nè. Ví dụ như thầy cắt ở đây. Vòng đây, vòng đến đây, vòng ra làm sao đây. Ha, vô đây nè. Đó. Đây. Rồi. Bên này mình cũng vậy ha. Cắt vòng xuống. Ồ, bên này thì chỗ này thôi, vòng ra phía sau tới khớp ở đây. Rồi đây là cái này, cái chỗ cái chân mình có thể bung ra từ phía bên hông này. Bây giờ mình xem lại coi có nên cắt đến đó hay không nha. Cắt làm sao mà khi mình vẽ tết chơ á, nó còn cái chỗ để cho mình vẽ cho nó hợp lý. Rồi đồng thời về đây mình cũng cắt nè, dùng lên kết. Rồi mình sẽ có được cái phần cắt ở đây ha. Bây giờ mình cắt cái bàn chân. Đây là cái bàn chân nè. Ở đây mình cắt bung cái phần này ra phía dưới nha, mình không lấy ở trên ha. Đây phần này là phần chạm đất, phần này là phần chạm đất nè. Đây bên này cũng vậy. Mình chỉ có việc lít đúp là nó sẽ chọn cho mình thôi. Rồi mình ra xem. Ok, kết đó ha. À. Rồi nó đã kết được ở đây. Vậy là còn cái phần trên thấy không? Còn phần trên nè. Phần trên này mình cũng phải tách nó ra như thế nào. Đây mình có thể tùy theo nha, có thể mình tách từ trên này đi vòng xuống đây, xuống đây để mình lấy cái mắt cá ha. Mình phải có cái cách
để lấy đừng có đụng vào cái phần chỗ cái mắt cá khi nó bung ra cho nó đẹp thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ cắt ở đây. Cắt đây, đi vòng qua đây. À, nếu mà đi vòng qua đây, mình đi xuống đây, mình đi vòng dưới này. À, cũng hơi phức tạp rồi. À, mình cắt đơn giản trước đi rồi xong chút nữa mình sẽ tính sao. Chỗ nào khó chịu thì mình sẽ tách nó ra. À, bây giờ trước mắt cả này đi. Và mình sẽ unfold nó ha. À, cái phần đầu thì mình phải cắt cái lỗ tai ra nè. Cắt phần chỗ lỗ tai ra. Đây. À. Nhớ nha. Đây. Lít vào đây. Nó nằm đến đây. Đây. Còn này nữa. Rồi. Đây là cái lỗ tai bên này. Bây giờ mình tới lỗ tai bên này. Đây. Đường này. Đường phía dưới. Rồi, dùng lệnh cách. Rồi, ở cái phần cuốn họng, thầy có làm cái phần cuốn họng thì cái phần này mình cũng phải cắt nó ra. À, mình chui vào trong nè. Mình xây cái phần cuốn họng đây. À, đây là phần cuốn họng. Hoặc là mình để X-ray mình sẽ thấy. Đây, mình sẽ có phần cuốn họng ở đây ha. Đây. Giờ mình chọn một cái điểm đây đi, mình bấm nó dễ hơn. Chọn một cái cạnh bấm chữ F. À, mình sẽ xoay đi vòng vòng được. À, bây giờ mình chọn cái cuốn họng ngay đây. Nằm đây nè. À, cái vòm họng ha. Cái vòm họng nó đi vòng đến đây. Mình sẽ cắt nó ra. Còn phần trong kệ nó. Hoặc là mình cắt sát cái bờ môi ở đây ha. Sát cái bờ môi ở ngoài này nè. Đây có hai cái. Cắt ở ngoài đây cũng được. Hoặc là cắt sát vào trong này cũng được. Đây, nãy mình chọn đây đúng không? Đó. Coi khi nó bung ra đó. Giờ mình cắt sát vào phần trước đi, phần môi trước đi. Rồi. Cắt ở đây. Đây, bây giờ mình thấy nó có cái vòng cắt ngay cái miệng ha. Như vậy là đủ rồi. Bây giờ mình mới tới phân tích cái đầu. Ha. Cái đầu nó phải trải ra như thế nào? Tự cầm đến đâu? Rồi nó bung ra ở phía sau, nó cắt ra như vậy được chưa? Ha. Thì bây giờ nếu mình chưa có quen á thì mình cứ để mặc định đi. Rồi mình trải unfold một cái đã. Coi nó như thế nào ha. Giờ mình chọn hết nha. UV unfold ở đây. Đây, nó tự động rồi. Đấy, nó bung ra cho mình ha. Rồi. Cái phần thân thì phía dưới đấy nó còn dính nè. À, còn đây là phần chân nè, à, phần tay, phần chân. Nên coi đây là cái gì? Đây là phần chân. À, nó còn dính nè, nó chưa có cắt ra nè ha. Cái dưới chân thì nó tách ra rồi nè. Đây là cái đầu. Đây là cái miệng. À. Còn đây là cánh tay. Cánh tay mình chưa có tách ha, chưa có cắt phần trong này. Bây giờ mình cắt cái phần trong của cánh tay. Mình cắt cái phần nào mà cảm thấy là hợp lý nhất thì thường thường là mình cắt ngay giữa phần của cái nách này ha. Đây là thường thường là mình làm đây. Không? Đây mình chọn trên nè. Rồi. Chọn dưới này nhấn nhấn ship lít đúp. Ok. Cắt nó ra. Đây. Bên này cũng vậy. Nhấn chọn rồi nhấn shift lít đất ở đây rồi cắt tiếp được bung hai cái tay ra. Bây giờ mình nên phone hai cái tay thử ha.
khéo nó ra nè. Bây giờ mình đã chắc chắn rồi. Đây, hai tay rất là đẹp. Ok. Rồi ở cái phần phía dưới cái mông ở đây, mình cũng phải tách ra ha. Trước sau này, ở chỗ này mình phải tách. Thì nó tách ra làm hai ha. Đây. Đó. Chọn một cái thôi. Bây giờ mình nhìn đây nè. Coi nó nằm ở phần nào. Còn không là mình tách sẽ bị lộn ha. Đây, nó bung đây ra. Bung này ra. Mặt trước. Đây là mặt sau. Ok. Cắt hai này ra. Cắt chỗ này. Cắt. Rồi, bây giờ mình làm lại lần nữa. Unfold. À, giờ nó bung ra nè. Ok ha. Giờ mình layout nó một cái cho nó nhỏ lại đều. Rồi, bung lên. Kéo ra xem. Đấy. Bây giờ mình kéo nó ra ngoài. Cái nào rồi thì mình sẽ đưa nó vào. Ví dụ như hai cái tay. Hai cái bàn chân. Không, hai cái bàn chân. Rồi, cái phần thân. Còn hai cái chân. Còn đây là lỗ tai, bàn tay. Bàn tay mình cũng chưa cắt. Bây giờ mình cắt cái bàn tay ra. Bàn tay này mình chưa có bung nó ra ha. Đây mọi người coi nè. Cái bàn tay thì mình làm gần giống như cái bàn chân ha. Đây, nhưng mà mình sẽ cắt nó ở giữa cho nó dễ. Tại vì cái bàn tay trên dưới nó gần gần giống nhau ha. Mình không có thể cắt thấp ở dưới này. Mình có thể cắt ngay giữa thôi. Ví dụ mình gần cắt nè. Đây. Chị ép đi. À. Bên này. Bên này một nửa. Bên này một nửa. Rồi. Bây giờ mình cắt hết. Nếu mình đi. Đây. Bên này. Bên này thì cái ngón nó đi ngược qua hướng này. Nhớ nha, cái ngón này là nó xiên 45 độ. Mình phải chú ý. Không là nó đi tuốt luốt hết à. Đây. Đây. Đây, mình cắt ra như thế này nha. Chỗ này nó liền với nhau ha. Mình không cần cắt cũng được. Nhưng mà thường thì mình cứ cắt ra đi. Nếu mình thấy tách nhiều quá nó xấu thì mình gắn nó lại, không sao cả. Đây, là mình chia nó ra làm hai như thế này ha. Cách nó nè. Đây, thấy chưa? Mặt trên, mặt dưới. Mặt trên, mặt dưới. Còn không thì mình đi thấp xuống một tí. Đi thấp xuống một tí này cũng được ha. Đó. Còn không thì mình cứ đi phân nửa, không sao hết. Tiếp tục vào bên này. Nhấn shift tiếp tục. Đây ha. Đây. 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 Rồi, 1, 2, 3 cái nữa. Kiểm tra coi, dính lung tung. Rồi, kết. Bây giờ mình coi hai cái tay nè, mình chọn UV hai cái tay thôi. Unfold nó nè. Thấy chưa? Giờ mình thấy nó tách ra làm 4 nè. Mặt trên, mặt dưới nè, ha. Đây, 5 ngón. Vậy là phần này, ok. Đó, nằm đây đi. Cái này là cái phần cuốn họng. Đây,
Củ hồng nữa đây. Ở giữa này nó có cái đường ha, đường cắt chưa đúng á, thì mình bỏ cái phần đó đi, hoặc là chút nữa mình tính sao, cái đó không có vấn đề khó khăn lắm. Nên mình biết đây là cuốn họng là cũng ok nè ha. Rồi cái tay, à cái chân, chỗ này là hai cái lỗ tai đây, phần hai lỗ tai nè. Lỗ tai thì mình cũng có thể cắt hoặc có thể không, nếu nó đơn giản ha, nhìn thẳng như thế này ha, thì mình cắt cái vòng ở ngoài này ra cho nó bung ra cái vòng, mấy cái vòng ở đây nè, thí dụ chỗ này ha, và những cái phần ví dụ như mình cắt trên này một miếng ha, cho nó bung, cho nó bung ra cho nó dễ thôi, để dễ nhìn thôi, chứ còn không là cái này nó chung nè. Đây bây giờ mình tách cái phần mặt sau ra ha, bây giờ mình tách phần mặt sau với mặt trước ra nè, và mình xem nên ưu tiên cho cái phần nào. Giờ mình tách cái phần sau ra trước đi. Đây là cái miếng phần sau. Cắt. Rồi. Bây giờ mình chọn UV. Bung ra thử. À, nó bung ra cái lỗ tai nè ha. Cái này cũng bung ra nè. Đấy. Thì cái này nó cũng gần gần giống cái lỗ tai. Mình có thể vẽ được trên này ha. Mình có thể vẽ được. Nó chỉ có cái là cái miếng phía sau này. Thì cho nên á, là mình có thể cắt một vài chỗ trên cái miếng phía sau này. Thứ nhất mình có thể cắt phần trên để cho nó tự tách ra, tách ra nữa. Đây một miếng. À, ở phần dưới này, chỗ này mình cũng có thể tách được, tách đó, một miếng nữa. Rồi nếu cần thì mình sẽ cắt đâu đó ở đây một miếng, nếu cần ha, cắt đâu đó đây miếng nè. Bây giờ mình thấy nó bung ra nữa nè. Đó ha, nếu mà nó bung ra mà nó không ok lắm thì mình có thể đóng cái mặt này lại, siêu nó lại này, và anh phone lại thử xem ha. Ok, vậy mình chỉ cần hắt cắt hai phần trên này thôi. Này nguyên miếng này là mình có thể vẽ lên đó được rồi. À, được như thế này. Thì bên này mình cũng cắt như vậy. Đây ha, cắt mặt trước nè. Rồi xong phía trên nè. Rồi xong phía dưới này. Cắt nó. Chọn UV. Rồi mình bung nó ra nè. Ok. Ha, giống y chang ha. Rồi bây giờ mình còn hai cái phần của hai cái chân đây. Đây thì mình phải cắt đường ngang ở đây ha, thiếu một cái đường ngang mình chưa cắt. Mình cắt làm sao mà cho nó phù hợp, mình có thể cắt vòng đây, vòng qua đây ha, rồi vòng qua đây đấy, ok. Hoặc mình có thể cắt trên này. À, thì tốt nhất là mình nên cắt ở dưới, tại vì cái phần trên nó thẳng xuống thì mình nên cắt ở dưới này ha, cắt ở dưới này nè. Đấy, đi vòng ở đây. Rồi giờ cắt nè. Đây vòng xuống đây. Cái phần này là cái phần của mắt cá, mình có nghĩ là có nên cắt ở đây hay không. Nếu không mình có thể cắt chỗ này, đi vòng ra này nguyên cái chân ha. Thì cái miếng chỗ này cũng là một cái vấn đề. Khi mình trải UV cho cái hình này thì nó sẽ rất, cũng rất là khó. Mình có thể canh lại. Cắt ở đây. Quyết định cắt ngay cái đầu gối đi, ngay mắt cá đi. À, thử xem nó như thế nào. Cắt mắt cá thì nó cũng hơi xấu. Ha, mình vẽ chỗ này với khớp này nó khó dính lắm á. Đây, mình cắt để lấy phần trên, phần dưới cho nó rất dễ thôi. Rồi, xong, cắt.
thấy không ổn thì mình có thể làm thêm lại. Bây giờ về anh phone nữa ha, bây giờ mình thấy cái chân nè, đấy chưa, cái bàn nè nó bung ra nè, thấy chưa, này thẳng thớm nè, đây cũng vậy ha. Ok rồi, bây giờ mình coi lại cái phần đầu, phần đầu chỗ này dính lại với nhau, bấm chữ F chỗ này coi nó là cái gì. À, nó tự tách đúng không, nó tự tách. Bây giờ mình cắt là mình nối lại, đây nối lại. Rồi tiếp theo mình có thể, bây giờ trước khi làm cái phần đầu mình phải chú ý một điều nè. Phần trên này là tóc, phần trên này là tóc ha, mình có thể cắt rời cái miếng này ra nếu mình thích ha. Phần trên này là tóc đây nó không thấy, còn nếu mà nó thấy thì mình phải cắt làm sao để cho nó phù hợp ha. Nhưng mình có thể tách cái miếng này ra như thế này, để nguyên cái đầu thì mình tách cái miếng này ra một bên ha, bên này đến đây, thì xuống đến đây là có thể cái mái tóc nó có thấy thì mình cắt đến đây thôi ha, cắt đến đây thôi. Rồi những cái phần chỗ này nếu mà không ổn thì mình cũng cứ cắt bung nó ra không sao hết. Bây giờ mình cứ cắt phần này trước đi ha, coi nè. Cắt xong anh phone đây, nó tách ra tương đối là đẹp ha, à, tương đối là đẹp. Tại vì như chỗ này là mình không có thấy gì rồi cho nên không có sao cả. Cái quan trọng là những cái liền lạc với nhau, những cái đi chung với nhau, cái này nó phải đi chung là nó mới thấy, chứ mình vẽ chỗ đây nó nối qua đây cái là rất là khó chịu ha. Đây bây giờ nó bung ra như thế này là ok, mình có thể cắt chỗ đây một miếng nữa để cho nó giãn ra, tại này nó đang bo tròn như thế này ha, hoặc là cắt chỗ này một miếng cho nó giãn ra. Đây là cái phần này nè, bây giờ mình cắt thử coi nó là sao ha. Bung cái này ra, cắt anh thôi ha, nó bung cũng không có nhiều đúng không. Bây giờ mình coi lại nè, cắt rồi ha, giờ mình cho anh phone nè, à nó bung như vậy nè, là nó còn giãn ra nữa, à, nó giãn ra nữa nó sẽ đẹp, nó giãn ra nữa là nó sẽ đẹp. Thì bây giờ mình bỏ UV checker này lên nè, kiểm tra nè. Đấy, chỗ này nó còn méo ha, nó vẫn còn méo ha, tại vì nó giãn ra chưa có đẹp. Phần trước thì ok, đấy trên này cũng vậy, lên tới đây là bắt đầu nó sẽ méo. Bây giờ mình keo cái này lớn lên tí đi để dễ nhìn nè, nhìn cái chất cơ đây cỡ này à, nó chảy ra nè, chỗ này nó hơi nhỏ nè, hơi nhỏ nhỏ là do chỗ này nó giãn bung ra nhiều à. Rồi bây giờ mình có thể đóng cái này lại ha, anh đu nó cũng được. Dạ phía dưới này mình có thể bung nó ra, này đã bung rồi nè, này phần cầm dưới này nó cũng gần, nếu không cần thiết ha, nếu mình chỉ đi màu và không có hoa văn gì nhiều thì mình chỉ cần cắt đến đây là cũng ổn lắm rồi, bung tách cái phần đầu nó ra đây là ok. À, có thể mình sẽ tách luôn cái phần chỗ này, tách đây thì nó đẹp hơn tí. À, tách từ phần này rồi nha, làm tách đây nha, à, tách đây thì không cần thiết, đây thì mình tách đây nó đẹp hơn đúng không, tách ở đây là đẹp nhất. Rồi tách đây đi,
ba đường lai. Đây, ba đường. Rồi mình cắt ở đây. Bấm UV Alphon. Đấy. Bây giờ mình coi mình sẽ thấy cái UV của nó phía dưới này nó rất là đẹp. Giờ mình keo nó lên tí đi. Không? Đây, từ đây đến đây nè, ra đều nè. Chỉ có phần mỗi chỗ cái cầm ha, nó giãn ra. Thôi, này nó nhỏ lại. Nhỏ lại là nó do nó bung bung lớn rồi đó. Nó bung lớn ra nhiều quá mình nó nhỏ lại. Nè, chỗ này nó giãn rồi nè. Ha, giờ mình đóng cái này lại. Đóng này lại cho nó bớt giãn đi ha. Siêu. Bây giờ mình UV nó lại lần nữa nè. Và coi nó lại. Rồi. Nó bớt chiều này nhưng mà nó lại giãn theo chiều sâu. Nó bớt cái này nhưng mà nó giãn chiều sâu. Đây. Rồi, phần còn cái phần đây là đẹp mà mình cũng không cần thiết cái phần đẹp ở chỗ này lắm ha. Để coi cái phần này mình có thể như thế nào. Ở đây phần trước lưới đều, chỗ này hơi kéo xuống, chỗ này nó hơi kéo xuống, tức là cái này nó cần phải dài ra nữa, cần phải dài ha. Thì cái này mình cũng có thể chỉnh bằng tay cũng được, nhưng mà thường thì không nên chỉnh tay ha. Thường thì mình không nên chỉnh tay nó còn méo nhiều hơn nếu ai không quen á. Chỗ này chắc chắn là mình phải cắt ra để cho lưới nó đẹp ha. Bây giờ mình đu lại chỗ này. Đấy. Đấy, cho lưới nó giãn ra. Lưới giãn ra nó đẹp hơn. Rồi, tạm thời là mình đã xong cái phần cắt của một cái nhân vật. Giờ mình coi lại nha. Rồi, phần thân. Phần thân gì đây? Chỗ đây nó rách rách cái gì ha. Nó bị đứt ra một cái khối đây. Đây, nối nó lại. Siêu. Nó bị đứt ha. Rồi. Phía dưới này cũng nối nó lại. Siêu. Rồi. Bây giờ mình mới coi phần ngực ở phía trước nó bị đứt ra đúng không? Phần trước ngực nè, nó bị đứt ra nè. Thì mình có thể nối cái phần ngực này lại ha. Thử nhé. Cái này là máy nó tự cắt ha. Rồi bây giờ mình cho nó unfold lại xem có hợp lý không. Chỗ này nó sẽ bị giãn ra một tí ha. Lưới chỗ này thì ổn. Giờ mình coi lại, xoay nó lại cho nó đều thử xem. Để xoay nó thì lần trước thầy cũng có hướng dẫn rồi đó. Mình có thể chọn cái cạnh ở đây mình xoay ép ha, nó thẳng à. Đây. Nếu mà thấy ổn thì mình cứ để như thế này ha, không có vấn đề. Chỗ này mình cũng hơi giãn tí xíu thôi, cái phần này người ta cũng ít vẽ. Cái chỗ này nó giãn nhiều nè, cái chỗ này là phần giãn nhiều. Đấy, thì mình phải cắt ra. Có thể mình sẽ cắt ở đây và cắt ở đây. Phải cái vai nó chồm ra từ trước ra đằng sau. Giờ mình coi lại mình có nên cắt cái vai hay không. Có những trường hợp mà mình muốn cắt thì mình nên cắt những cái chỗ mà người ta ít nhìn thấy ha, ít nhìn thấy. Còn không thì mình sẽ cắt cái cổ, phần cổ này từ đây. Ok, không sao hết. Tách cái này ra. Đây. Tại phần này mình cũng có thể liên lạc được
À, mình vẽ liên lạc được, không sao. Cái này, đây, mình cắt đây thì cái phần dưới này nó sẽ giãn ra đẹp hơn. Còn không, là mình phải tách cái phần vai. Ha. Vai trước hay sau vẫn được. Một là mình sẽ tách ở đây. Tách ở phần vai ở đây cũng được. Hoặc là ngay giữa. Nếu mình tách ở giữa đây á, thì không cần phải tách cái cổ phía sau. À, bây giờ nó đang lấn cấn một điều như vậy. Giờ có cái này á, là nó đang cắt từ phía sau. Cái này là êm nè. Tới đây là ok nè. Hai bên giống nhau. Thì mình có thể cắt ra như vậy được. Tại vì hai bên nó giống nhau á, mình có thể cắt phân nửa này luôn cũng được. Nhưng mà ở chỗ này nó không có giãn. À, hồi nãy á, là nó tách ở đây thì cái này mình không để ý. Bây giờ mình có thể giãn cái chỗ này nè. Cắt cái chỗ này ra. Để coi cắt cái phần trên. Thì cái cổ nó sẽ bị nát ra. À, cổ nó bị nát ra thì nó không có đẹp. Nó sẽ không đẹp. Đây, mình có thể... thử đi, cứ cắt thử đi ha. Mình cứ cắt đi, rồi sau đó mình thấy nó không đẹp thì mình nối lại. Kiểm tra coi có dính không nha. Rồi, bên này. Thường thì người ta sẽ cắt cái này ra phân nửa. Bên này, nửa bên này ha. Dù cái cổ này nó hơi dài cho nên là mình phải tính cách nè, đây còn thiếu thật luôn. Giờ mình bung nó ra, mình phone à, nó sẽ bung ra như thế này. Đây, bây giờ mình coi nè, lưới nó sẽ đẹp đúng không, lưới nó vuông hết đó. Nếu mình cắt ra vậy là lưới nó vuông, thì lúc này mình phải chịu khó. Nếu mình muốn cho nó đều thì mình cũng phải chịu khó thôi, là tập vẽ làm sao cho nó hợp lý. À, nếu mình cắt ra như thế này là mình phải chịu khó tập vẽ sao cho nó hợp lý. Còn không thì mình để nguyên cái cổ cho nó đẹp. À, thì mình cắt cái phần cổ ra, cắt ngay chỗ phần cổ ra. À, hoặc cắt ngay đây, hoặc cắt ngay đây cũng được. Thường chỗ gỗ nó cũng hay có mấy cái ngấn thì mình có thể cắt cái phần cổ. À, cắt phần cổ ra cho nó thành một đi. Cho như nào không thích nối nó lại, mình không thích mình nối nó lại ha, không có vấn đề gì cả. Cắt cái này ra nè. Còn không nữa thì phía trước, phía sau, à, cắt ngay đây và mình nối cái phần cổ lại. Nếu muốn đẹp mình phải làm như vậy. Cắt cái chỗ này ha. Đây, rồi xong mình nối chỗ này lại. Nối đây. Nối đây. À, bắt đầu nối từ đây ha. Đây. Một phần này và phần này. Để siêu cái này lại. Rồi, bây giờ mình coi nè. Ở chỗ cổ nó rộng ra. Đây, nó sẽ bung ra như thế này. À, nó bung ra như thế này. Bây giờ mình coi lại. À, lưới cũng vẫn đẹp mà cái phần trước cổ nó dính liền với nhau. À, nó chỉ bị cái chỗ này thôi. Nó bị tí xíu chỗ này. Không sao cả. Đấy, nó vẫn tốt hơn là cái phần lúc nãy mình cắt. À, chỗ này. Đấy, nó dính, nó nhảy ra đây rồi. Nó cong đây, nó nhảy lên đây ha. Nên là mình chịu khó mình vẽ. Rồi, bây giờ mình dọn lại tất cả những cái này, mình cho nó về layout lần nữa. Đây, layout lần nữa nè. Sau đó mình sắp xếp nó lại. Cái cuốn họng, cái vòm họng hồi nãy, bây giờ mình kiểm tra cái vòm họng lúc nãy nha. Cái nào nó đứt thì mình nối nó lại. Cái này đứt nè, nối đến đây nè, dính lại tí đi. Đây, sau đó UV nó
thanh phon đây. À là ok ha. Còn nếu thích cắt luôn phần này cho nó thoải mái. Cái này là phần chỗ cái miệng nè. Phần chỗ miệng mình muốn cắt thì mình cắt. Cho mình kiểm tra coi. Đây. Mở này lên. Đúng không? Đó. Muốn tách ra luôn. Tách hẳn ra luôn. Thì bung nó ra. Ha. Tại nó có một miếng dính nè. Bung nó ra luôn. Cắt nó ra. Vậy cái phần trên này mình có cần phải ha, này mình đóng nó lại cho nó thành một miếng, nó bung ra nó đẹp. Đúng không? Đóng cái phần trên này lại, seal nó lại. Rồi. Unfold, đây nó thành một miếng rất là ok. Ha. Rồi. Cho nên bây giờ mình mới sắp xếp chứ, đúng không? Nó nhảy lung tung quá. Giờ mình mới sắp xếp. Cái chân cũng có thể xây thẳng lại. À, cái chân này cũng phải xây thẳng lại. Để mình vẽ cho texture cho nó dễ. Và hai cái này đối xứng ha. Mới xây lại cho nó dễ nhìn. Rồi cái tay nếu mình thích xây đứng, mình xây đứng. Xây ngang, mình xây ngang. Đó. Đây. Đó đó. Này là bàn chân. Cũng nên cho nó thẳng thớm lại. Để dễ nhìn. Khi mình ra ngoài mình vẽ mình rất là khó nhìn ha. Rồi nhiều khi mình vẽ cho người khác hay gì đó, mình cũng có cái cách nhìn của mình. Rồi. Bàn tay kiểm tra. Mặt trên. Mặt trên, đúng không? Có thể xây lại. Xây lại như thế này. Sao mà cho để dễ nhìn thôi. Đây là hai cái mặt dưới. Dưới của bàn tay. Để về đây. Đây, thay cho nó dễ. Rồi, cái vòm họng này. Lỗ tai, tai, thôi cài lỗ tai đi, xíu không sao đâu. Cái này canh nó nằm ngay giữa, cho nó thẳng lại. Đấy, rồi chọn hết UV đó, ha. UV nó xong, layout nó. Đây. Nó sẽ nhảy như thế này. Giờ mình sắp xếp ha. Mình phải sắp xếp cái này. Hai cái chân này có thể để qua một bên cho nó khỏi tốn cái chiều cao. Đúng không? Nó xây lại cho thẳng nào. Đây. Để qua một bên cho nó đỡ tốn cái chiều cao nè. À. Rồi. Cái phần này cho lên đây đi, khuôn mặt để chỗ nào để dễ nhìn. Rồi hai cái tay sắp xếp lên đây. Rồi mấy cái tay này. Này. Tay này. Với một cái tay này. Không. Này cho quên này hết. Vẫn còn rộng ha. Anh đưa nè. Ok không? Sắp xếp. Sắp xếp lại để dễ nhìn.
mấy rộng quá thì mình đẩy rộng ra tí để mình dễ vẽ thôi. Đấy, bây giờ mình muốn cho nó chặt ha, cho nó đỡ tốn cái diện tích tí nữa thì mình có thể scale lên một tí. Đây, ví dụ như thầy keo lên tí nữa nè. Đó. Để cho cái diện tích nó đẹp hơn ha. Thì mình coi thử. Mấy cái này không cần thiết, đẩy nó ra chỗ khác đi. Mấy cái này mình chỉ cần đúp lên thôi. Rồi, cái này. À. Canh cho nó đây. Rồi. Cái này thậm chí mình cũng có thể xoay lại ha. Xoay cái chân lại, tại vì cái chân bên này đúng thì cái chân bên này mình cũng làm giống giống với nhau. Thì mình có thể dùng transform đây mình xoay lại. Đó. Đứng lên. Ha. Được đặt sát vào đây. Những cái này đổi nó lên trên. Này. Này thấp xuống. Đây. Rất là phù hợp. Mặc dù mình đã scale lên ha. Mình đã scale thì cái phần này có thể gắn một cái này, một cái này hoặc là hai cái này mình đưa vào đây. Canh thử. Thấy không? Canh thử, nếu không thì mình cho nó nằm. Quay ngang cho nó nằm. Ok, quay ngang lại. Đây. À. Này xích lên tí. Thì cái này nó sẽ rộng rãi hơn. Rồi. Cái này xoay ngang luôn. Để lên đây. Đổi cái tay đi chỗ khác. À, cho bốn cái tay này thay đổi. Cái này rất là nhiều chỗ còn trống. Đây, xuống luôn. Rồi, giờ mình cho từng cặp cái tay, cái đầu trước đi. Đầu nằm đúng đây. Tay. Đây. Tay nằm đây. Có thể để xuyên xíu cũng được. Rồi, tay này đây. Tay này nằm đây. Ui, dư nữa. À, như vậy là được rồi ha. Đây. Nằm đây. Còn phần dưới cái lỗ tai nhét phía dưới. Đây. Đây nè. Đây nè. Rồi, để chung một chỗ luôn đi. Dưới còn trống ha. Rồi, như vậy là mình có được cái phần thân, một cái nhân vật cơ bản. Bây giờ mình mới kiểm tra lại lần nữa ha. Tắt hết đi. Bây giờ mình mở nó lên. Hết. Rồi. Hiển thị lên hết ha. Mở outliner ra. Phần nào tab shift h. Hết. Rồi. Đây là hai con mắt. Hai con mắt thì mình chỉ có chảy UV thẳng để mình dán nó lên thôi, không cần thiết. Không thiết mấy đó lắm. Có cái tóc ở đây mình chưa làm ha, thì cái này làm riêng đi ha. Hoặc là mình tạm thời mình đúp cái mái tóc này qua bên này đi cho nó giống. Mất công mình chảy một lần nữa nó mất công lâu. Chứ không có gì á. Rồi xong thì mình nhớ làm gì. Save nó lại ha. Ồ cái này bị gì đây. Giờ mình save bài nó lại. Save scene. Thêm một số nữa. Và. Rồi.